Bí Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019 đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Câu chuyện do Thủ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Thủ Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lão bồ đề qua câu chuyện vì sao phải bái lại phật phải chăng là mê tín chuyện của trà mi tủ linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi có một chàng trai trẻ tuổi tính tình có phần ngạo mạn đến gặp một vị thiền sư và anh ta hỏi vì sao có rất nhiều người nhìn thấy tượng phật đều dập đầu bái lại vậy vị thiền sư ngạc nhiên nhìn anh ta mà chưa nói gì thì anh ta lại nói tiếp đây phải chăng là mê tín không tôi chưa từng phải bái lại ai cả chỉ bái lại chính mình mà thôi vị thiền sư không trả lời mà hỏi lại chàng trai cậu đã từng chơi thể thao như bóng rổ bóng bàn hay đánh cầu chứ chàng trai trẻ tuổi trả lời đúng vậy tôi đã từng chơi vị thiền sư lại hỏi thế cậu chơi chúng để làm gì cậu không đánh bóng rổ bóng rổ sẽ khó chịu sao nhiều người cùng đánh một quả bóng mục đích có phải là để đập nó vào giỏ hay không chàng trai suy nghĩ một chút rồi trả lời không phải mọi người chơi bóng là để rèn luyện sức khỏe thân thể và để giải trí vị thiền sư nói bóng rổ chính là một đạo cụ để rèn luyện thân thể và để giải trí. Như vậy, sức khỏe, thân thể cần phải rèn luyện. Thế còn tâm linh chẳng lẽ không cần rèn luyện sao? Chàng trai trả lời, theo lý thì tâm linh cũng cần phải rèn luyện. Vị thiền sư lại nói, kỳ thật, tâm linh của con người cũng cần phải rèn luyện. Con người ta hiểu được, biết ơn, nên mới bái lại. Khi một người cúi đầu bái lại là bày tỏ sự khiêm nhường, phục tùng sám hối, cảm ơn và tiếp nhận. Đồng thời cũng là đem tâm linh của mình hòa tan hợp nhất với tâm linh của người được bái lạy. Đây là rèn luyện tâm linh. Con cháu bái lạy tổ tiên là để bồi đắp tâm hiếu kính của bản thân mình. Bởi vì chúng sanh đều sinh sống trên đại địa. Đại địa cho chúng sinh rất nhiều thực vật và phẩm vật nên chúng sinh bái lạy trời đất là vì để cảm ơn và quý trọng. Chàng trai trẻ xúc động nói, bây giờ thì con đã hiểu rồi, xin cảm ơn Thầy. Mỗi người trong chúng ta biết rằng Phật là từ bi, ý trị của Phật là giáo huấn con người hướng thiện, tu tâm tích đức, sống hòa hợp với đạo lý của đất trời. Người có lòng tin vào Phật, đến trước tượng Phật, là để bày tỏ lòng kính ngưỡng nhất tâm làm theo lời dạy của phật sống thiện lương lấy chân thành yêu thương và khoan dung mà đối đại với mọi người họ tin rằng thiện ác hữu báo nên họ sẽ không làm điều ác chỉ làm điều thiện như thế không tốt sao họ hiểu rằng mỗi hành vi cử chỉ lời nói thậm chí là cả suy nghĩ đều có thần phật nhìn thấy Người xưa nói, trên đầu ba thước có thần linh là vì vậy. Vì vậy mà họ tự răng mình để lời nói ra không làm thương tổn người khác. Kể cả trong lúc suy nghĩ, cũng nghĩ những điều thiện lành. Đối xử với mọi người bằng tâm thái, hòa ái, từ bi, yêu thương, kẻ khó và khoan dung với người làm tổn hại đến mình. Đấy là tu tâm dưỡng tánh theo ý chỉ của phật nào có chi mê tín lấy chân thiện nhẫn mà hành xử như vậy sao có thể gọi là mê tín được ngày nay người ta không tin vào sự tồn tại của thần phật nên dám làm những việc trái luân thường đạo lý không tin vào thiện ác hữu báo nên họ không từ làm bất cứ điều gì để đạt được danh lợi cho mình họ không tin rằng Mọi hành động đều có nhân quả, nên họ đã không việc xấu nào không dám làm. Niềm tin Phật, kính ngưỡng Phật không phải là có gì mê tín mà chính là sự giác ngộ. Câu chuyện thứ hai, ánh trăng. Trong một ngôi làng nhỏ có một gia đình nghèo, người cha vì không có tiền thường lợi dụng đêm tối lẻn vào vườn bắp nhà người ta hái trộm. Hôm đó, anh ta mang theo cả con trai đi cùng khi người cha vừa mới nhổ một cây bắp đứa con bỗng nhiên ở sau lưng kêu khẽ cha cha có người nhìn thấy kìa cha của cậu kinh hãi ngó nhìn bốn phía hoảng hốt hỏi người đó ở chỗ nào đứa con vừa chỉ tay lên trời vừa trả lời cha cha xem là mặt trăng đang nhìn cha đó người cha nghe con nói vậy thì cảm thấy sững sờ tiếp đó lại cảm thấy hối hận vì hành vi của mình có chút hụt hẫng nhưng lại có chút vui mừng vì thế anh lặng lẽ chắc tay con trai đi về nhà chọc đường về nhà anh ta thầm nghĩ trộm cắp là gây nghiệp rất lớn có lẽ là ánh trăng từ bi mượn miệng con trai để giúp mình tỉnh ngộ từ nay phải sửa sai hướng thiện thôi. Ngạn ngữ có câu, người đang làm, trời đang nhìn, thiện ác khác nhau ở một niệm. Trong câu chuyện, người cha kia đã suy nghĩ lại, trở lại chủ vườn bắp kia. Nguyên là chủ nhân của vườn bắp, vì thường bị mất trộm, tức giận vô cùng. Đêm hôm đó, đã sớm núp ở phía sau để rình bắt kẻ trộm. Ông nghĩ thầm, tên trộm này thật đáng ghét nhất định phải bắt cho được khi ông ta nhìn thấy có kẻ trộm lẻn vào đang định hô hoáng bắt trộm thì nghe được câu nói của đứa trẻ nhất thời cũng sững người dưới ánh trăng ông chủ vườn bắt gặp nhìn thấy gương mặt của kẻ trộm biết gia đình hắn nghèo ở trong làng nhìn thấy hai cha con lặng lẽ dắt nhau rời đi Ông ta cũng bất giác, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mà im lặng, không nói gì. Về nhà, ông đem chuyện này kể với vợ. Vợ ông nói, mặt trăng kia chẳng phải cũng đang nhìn ông sao. Cả đêm hôm đó, ông chủ nằm chằn chọc, không sao ngủ được. Đến trưa hôm sau, ông ta chạy đi tìm hai cha con ăn chậm kia, rồi nói, Này anh kia, nhà của tôi hiện đang cần người làm, anh có thể đến làm được không? Tôi sẽ trả tiền công nhiều cho anh. Như vậy là một cơ hội việc làm tốt có thể mang đến no ấm cho cả nhà. Đây đã được đáp ứng rồi. Đêm hôm đó, người cha nghèo kia nắm tay con trai, lặng lẽ ngồi ngắm trăng. Bọn đứa trẻ nói, ôi, cha nhìn xem là trăng đang cười kìa. Lúc này ở nhà ông chủ vườn bắp, ông ta cũng đang cùng ngồi với vợ ngắm trăng. Ông nói với vợ, chưa bao giờ cảm giác thấy mặt trăng đang nhìn mình, xem mình đang làm việc gì. Hôm nay thử thêm sao. Ôi, bà xem, trăng đang cười kìa. Kỳ thực mỗi con người sinh ra đều mang trong tim tấm lòng lương thiện từ bi, nhân chi sơ tính bạn thiện chẳng qua do môi trường giáo dục và sinh sống những thối hư tật xấu cũng từ đó mà không ngừng lớn lên khi cái thiện không thể thắng được cái ác trong tâm hồn thì chính là lúc nó khiến con người trở thành xấu xa khi chúng ta có thể lấy thiện lương để đối nhân sự thế dù cho đó là cái xấu đi chăng nữa thì đó cũng chính là lúc chúng ta giúp họ khởi lên thiện niệm khởi lên lòng trắc ẩn của chính mình giúp họ quay về với con đường chân chính thiện lương cũng như ai đó đã từng nói vị tha không thể thay đổi được quá khứ nhưng lại có thể thay đổi được tương lai kính thưa quý vị Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc đề 2 2gmail com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.